Dạ vâng, tiếp tục buổi video này thì em Phượng xin phép được lên báo giá nhanh về một số mẫu nồi tại kho nhà em. Em Phượng xin kính chào toàn thể các bác chị đang xem video của Phượng ạ. Vâng, buổi video này thì em xin báo giá nhanh về một số mẫu nồi dung tích 1 lít 8 và 1 lít. Khi các anh chị quan tâm tới mẫu nào thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại em là 0334300810 ạ. Kết bạn qua Zalo với em cũng là số 0334300810 ạ. Khi các anh chị chốt được mẫu nào thì mình chụp lại màn hình giúp em gửi qua Zalo nha các anh chị nha, thì em chọn đúng mẫu mã gửi hàng cho mình. Và các bác anh chị đang xem video của Phượng thì vui lòng cho em xin một lượt like, lượt tim, cho em xin một lượt đăng ký kênh, em xin cảm ơn rất là nhiều. Buổi video này thì em sẽ lên báo giá về một mẫu đầu tiên, chiếc Tiger cao tần áp suất 2B, dòng nấu cơm trái luôn nha, dung tích 1.8L nha em ạ. Hàng cắp nách, hàng không quay các bác nhá, hàng cắp nách, hàng không quay. Cao tần áp suất 2B dung tích 1.8L rất là hiếm hàng, cho nên là khi em lên video như thế này, các anh chị ưng mẫu thì mình chốt luôn cho em các bác anh chị nhá. Đó, về hình thức vỏ bên ngoài thì không có cấn, không có móp này, rất là đẹp cho em các bác nhá. Đó, cực kỳ là đẹp cho em, hàng không quay cho em. Đấy, có chế độ nấu cơm ngon, nấu nhanh, nấu sôi, nấu cháo này, hẹn giờ, hẹn phút, ủ ấm, cơm nóng, đầy đủ những chức năng cho em nhá. Được chưa các anh chị? Rồi, lồng nồi bên trong cho các bác này. Lồng nồi bên trong thì có xước xác nhẹ, vết lông mèo, lông chuột cho em thôi nhá. Đó, không có bị bong chóc lớp mạ bên trong cho em. Vẫn bao cho bác là không dính cơm, không bén nồi về phần mông bên ngoài cho em ạ. Xoang thì cực kỳ là dày dặn, bên ngoài thì có hơi cháy xước về một chút xíu dưới phần mông cho em nhá. Không ảnh hưởng gì đến cơm đâu các anh chị nhá. Đó, cực kỳ là xoang dày dặn cho em này. Mâm từ bên trong thì ok cho em các bác chị này. Đấy ạ. Áp suất 1-2B cho em này, bi lớn và bi nhỏ cho em nhé. Xoang đẹp, mẫu này thì rất là hiếm hàng, lâu lắm rồi nhà em mới có dòng áp suất 2B lít 8 như thế này anh chị nhé. Khi các anh chị đang có nhu cầu mua lít 8 thì mình xem mẫu mình ưng hàng, mình chốt luôn em các bác anh chị nhé. Chốt hương luôn còn đẹp, còn được, vì là em chỉ có duy nhất một mẫu lít 8 Tiger 2B như thế này. Xoang cực kỳ là mềm cho em này, xoang đào rất là mềm cho em các bác anh chị nhé, cực kỳ là mềm mại cho em. Đó, dòng này thì ngoài ra nấu cơm ngon thì nó có thêm chế độ nấu cơm trái cho mình các bác anh chị nhé, có thêm chế độ nấu cơm trái cho mình đấy, cực kỳ là vip cho em nhé, có thêm chế độ nấu cơm trái cho mình nhé ba các anh chị nhé, cực kỳ là ok cho mình. Xoang thì cực kỳ là dài dặn, với dòng này thì cơm rất là ngon, cơm cho mình các anh chị nhé, bao cơm ngon, bao ship đấy. Hàng tới nơi các anh chị cứ cắm điện vào kiểm tra hàng, test thử ok nhận hàng cho em ạ. Cao tần áp suất 2B, thương hiệu Tiger, dung tích 1.8L cho em, đát 2013, em đang có giá cho các anh chị là bao nhiêu ạ? 3.200.000 đồng em bao ship nhé. 3.200.000 một chiếc Tiger lít 8 cao tần áp suất 2B, có thêm chế độ nấu cơm cháy, dòng này thì cực kỳ là ngon. 3.200.000 em bao ship các bác anh chị nhé. Bác nào ưng mẫu này thì mình chốt luôn cho em ạ. Em xin phép qua mẫu ký hiệu cho các anh chị, hôm nay là mẫu A1 các bác nhé. A1 3.200.000 em bao ship, em xin phép qua mẫu. Em lên tiếp cho các anh chị mẫu A2 là mượn chiếc nồi Joji Joshi cao tần áp suất bi đát 2024, dung tích 1.8L. Mẫu này là hàng mới đập hộp nhà em các anh chị nhé, hàng mới nguyên thùng đó, Joji lưng gù này, hàng mới nguyên thùng. Khi các anh chị mình ưng mình chốt hàng thì em sẽ gửi nguyên ở trong thùng cho mình nhá, gửi nguyên trong thùng hàng đập hộp cho mình đó, hàng mới nguyên thùng cho mình. Joji Joshi cao tần áp suất bi cho em nhá, được chưa, đát 2024 đó, chưa có dịch sán sang tiếng Việt nhá. Khi các anh chị chốt hàng thì em sẽ dịch sán sang tiếng Việt cho mình. Đó, bên trong thì cực kỳ là đẹp cho em nè. Đối với dòng mới thì em cũng không phải giới thiệu nhiều nữa, chỉ là dư hàn cho các bác các anh chị mình tìm hiểu thêm thôi nhá. Đấy, dù gì hàng mới cho em này, hàng này thì rất là chất lượng cho em anh chị ạ. Đối với cái dòng mới thì cực kỳ là ok cơm, mình nấu sử dụng cho em đến 10 năm chưa hỏng nồi. Đấy, dù gì là dòng vua của đầu bếp thương hiệu tại nhà sẽ cơm cực kỳ là ngon, độ bền cao nhá. Mình mua một chiếc nồi mới như thế này về sử dụng
thì đến bao giờ cho nó hỏng các anh chị, son thì cực kỳ là xanh, son xanh mềm mại cho mình. Được chưa các bác? Son xanh mềm mại cho mình ạ. Được chưa các anh chị? Một em Joji Joshi cao tần áp suất 1 bi, dung tích 1 lít 8. Đát 2024 cho em nhé các anh chị. Em đang có giá cho các bác là 6 triệu đồng bao ship nhé. Rồi, 6 triệu đồng bao ship nhé. Ở nồi mới thì nó có thêm cái mồi sới cơm cho mình nhé anh chị. Đấy, khi các bác chốt hàng thì em sẽ gửi nguyên thùng cho mình. 6 triệu mã A2 em xin phép con mẫu nhé. Lên cho các anh chị một chiếc Tiger cao tần 1 lít cho em, đắt 2014. 1 lít thì các anh chị nấu cho em 1kg gạo quay đầu. Đấy, sử dụng điện zin 110V nha em. Về hình thức vỏ bên ngoài thì vỏ nhựa nguyên khối này. Đấy, rất là dài dặn, không có cắn, không có móp cho em các anh chị nhá. Màu thì màu đen. Chế độ nấu cơm ngon, nấu nhanh, nấu xôi, nấu cháo, gạo lứt, ủ ấm cơm nóng, hẹn giờ, hẹn phút đầy đủ cho em nhé. Ngoài ra còn có thêm chế độ nấu cơm chạy. Đấy, riêng mẫu này thì có giọng nói cô gái Nhật luôn cho em các anh chị nhé. Thấy chưa? Có giọng nói cô gái Nhật luôn cho em. Khi các anh chị chốt hàng cần thiết kết bạn qua Zalo với em sẽ gọi video cho các bác xem trực tiếp luôn cũng được nhé. Được chưa? Và hình ảnh thì em đưa lên như thế này thì nó cũng cực kỳ là sắc nét rồi. Quay cũng rất là gần cho các anh chị rồi. Đấy ạ. Son dày dặn. Dòng này là son gốm cho em các anh chị nhé. Son gốm cơm cháy 3 cấp độ cho em. Cực kỳ là ngon cơm. Đấy. Bên trong thì nó cũng có chảy xước cho em cái vừa lớp mạ bên trong thôi. Nhưng mà em vẫn bao cho các anh chị là không có dính cơm, không bén nồi. Son gốm dày dặn, cơm cực kỳ là ngon. Mâm từ bên trong thì đều ok cho em nhé. Không có một vết xước, không một vết sặn nứt cho mình. Được chưa? Các anh chị mua hàng nhà em về còn được kiểm tra hàng, test thử hàng cho nên là mình không lo nhé. Đấy, hàng ok thì mình mới nhận hàng cho em ạ. Được chưa các anh chị? Một chiếc Tiger cao tần 1 lít son gốm cho em nhé. Son gốm dày dặn cơm cháy 3 cấp độ. Để cho mình lựa chọn với dòng son gốm cơm cháy 3 cấp độ. Riêng dòng này thì cơm cực kỳ là ngon. Ngoài nấu cơm riêng cơm ngon, ngoài ra thì nó có thêm chế độ nấu cơm cháy cho em. Từ cơm cháy nhẹ đến cơm cháy giòn cho mình. Đấy. Rồi, mẫu này là mẫu A3. Em đang có giá cho anh chị là bao nhiêu? 1 triệu đồng em bao ship nhé. 1 triệu đồng một chiếc Tiger son gốm như thế này, có giọng nói cô gái Nhật nhé. 1 triệu đồng em bao ship. Khi các bác anh chị chốt được hàng thì mình xem video cũng phượng ưng thì mình chốt luôn nhé. Duy nhất em chỉ có một mẫu này mới lên mã nhé. Cho nên là các bác ưng mẫu son gốm cơm ngon thì mình chốt luôn nha. 1 triệu đồng em bao ship. Vâng, em xin phép qua mẫu mẫu A3 nhé các anh chị. A4 em lên cho các anh chị một chiếc thương hiệu cao tần áp suất 1 bi, thương hiệu là Panasonic các anh chị nhé. Vỏ ngoài đẹp cho em này. Đấy, không có cấn, không có mốc. Phần sơn đang khá là đẹp. Chế độ nấu cơm gạo trắng, nấu cơm ngon, nấu nhanh, nấu xôi, nấu cháo, gạo lứt cho em đều ok nhé. Đấy. Vỏ ngoài khá là đẹp cho em nhé các anh chị. Nồi Nhật thì các anh chị lưu ý sử dụng điện zin cho em 110V. Đầu bên trong đẹp, không có bị bong chóc nữa mà bên trong, về phần bên ngoài đẹp cho em các anh chị nhé. Đó, cực kỳ là đẹp. Mâm từ bên trong thì ok cho mình. Đấy, áp suất 1 bi xoang mềm mại cho em các anh chị nhé. Không có dấu hiệu là cứng xoang hay là mục xoang rách xoang. Cực kỳ là đẹp. Được chưa các anh chị? Một chiếc cao tần 1 lít thương hiệu Panasonic cho em, cao tần áp suất bi nha anh chị. Thương hiệu Panasonic bao cho bác là cơm ngon. Cực kỳ là cơm ngon. Đấy. A4 em đang có giá cho anh chị là bao nhiêu? 1 triệu 300 ngàn đồng em bao ship nhé. 1 triệu 300 một chiếc cao tần áp suất bi dung tích 1 lít, có giá là 1 triệu 300, thương hiệu Panasonic cho em nhé.
đó, 1.300.000 thì anh chị ưng mình chốt luôn cho em các bác anh chị nhá. Giờ em xin phép qua bảo ạ. A5 tích cực lên cho các anh chị mời em Mitsubishi. Dòng này dòng có quay cho em các anh chị nhá, Mitsubishi có quay. Đấy, dòng Mitsu thì cơm cực kỳ là ngon cơm cho mình ạ. Đấy, bên trong cho em thì lòng nó cũng có chấm cám nhẹ cho em thôi nhá. Vẫn bao cho bác là không dính cơm, không bén nồi. Về phần bên ngoài cho em ạ. Đó, Mitsubishi cơm đặc biệt là dẻo mềm cho mình nhá. Mâm từ bên trong không có rạn nứt, cũng không có bị chảy xước cho em các anh chị nhá. Không rạn nứt, không chảy xước. Đấy. Xoang xanh mềm mại dẻo dai cho em, lắp vuông hai mặt sáng in ốc cho em nhá. Xoang quá là đẹp luôn ạ. Mitsubishi cơm dẻo mềm. Đấy, mẫu A5. Em đang có giá cho các anh chị là bao nhiêu ạ? 1.100.000 đồng em bao ship nha anh chị. 1.100.000 của em Mitsubishi. Gạo trắng, gạo lứt này, nấu cơm ngon, nấu gạo cứng này, cơm mềm, nấu xôi, nấu cháo, đầy đủ chức năng nha anh chị. Như em đã dán dịch toàn bộ trang tiếng Việt cho các bác rồi. Ủ ấm cơm nóng, hẹn giờ, hẹn phút. Đó, cực kỳ là đẹp. Mitsubishi màu ghi cho em nhé. Màu này rất là sạch sẽ và rất là sang. Một củ mốt em bao ship con này này. Bán nào chốt được thì mình lên, mình trực tiếp liên hệ với em nhé. Một củ mốt bao ship em xin phép con bảo. A6 tiếp tục em lên cho các anh chị một em Joji Joshi. Một em Joji Joshi cao tần 1 lít đát 2017 cho em này. Về hình thức vỏ bên ngoài thì không có cấn, không có mốc cho em nhé chị. Đồng nồi bên trong thì đẹp cho em, chỉ có vết thần môi hàng đã qua sử dụng thôi em thấy nhá. Bần phần mâm bên ngoài đẹp ạ. Mâm từ bên trong thì đều ok cho em ạ. Đấy ạ, nắp vung hai mặt sáng, xoang xanh mướt cho em nhá các anh chị. Xoang xanh mướt. Đó, một chiếc Joji Joshi cao tần 1 lít cát 2017. Joji thì cực kỳ là cơm ngon, độ bền cao cho mình các anh chị nhá. Đó, cực kỳ cơm ngon, độ bền cao cho mình. Em đang có giá cho các anh chị là mẫu A6 có giá là 1.700.000 đồng bao ship nhá. 1.700.000 bao ship một chiếc Joji Joshi cao tần 1 lít cát 2017 mẫu A6. Đó, em xin phép qua mẫu các anh chị nhá. Tiếp tục em lên cho các anh chị mẫu em Mitsu màu trắng tinh khôi hàng vuông, gọi là hàng cắp nách, hàng không quay nhá. Đấy, màu trắng tinh khôi, chế độ nấu cơm gạo trắng, nấu cơm ngon, nấu xôi, nấu cháo, gạo lứt cho em đều ok. Đấy, dòng này có chế độ phun sưng bù ẩm cơm dẻo mềm, bên trong thì có xước xác vết lần môi thôi, không có dấu hiệu bong chắc lắm ạ. Bên trong về phần bên ngoài mong đẹp cho em ạ. Đó, mâm từ bên trong thì ok cho em ạ. Hôm nay có độ phun sương bù ẩm cơm dẻo mềm, giòn đẹp cho em nhé. Giòn hai lớp xanh mướt luôn cho em ạ. Bên trong thì rất là trắng tinh cho em này, không có một vết ố nha anh chị. Đó, một chiếc Mitsu cực kỳ là ok cơm cho mình. Bao cho bác là cơm ngon, mềm cơm, dẻo kem. Cơm các anh chị nào mà lớn tuổi thì mình có thể là lái Mitsubishi này cho em này. Bác nào, gia đình nhà bác nào lớn tuổi thì mình lấy Mitsubishi này cho em. Cơm cực kỳ dẻo mềm nhá. Cắm cơm cả ngày thì nó cũng có độ chế độ phun sương bù ẩm, không có làm bị khô cơm cho mình. A7 em đang có giá cho các chị là bao nhiêu ạ? 1.200.000 đồng em bao ship nhá anh chị. 1.200.000 em bao ship mẫu A7 của buổi video hôm nay. Dạ vâng, buổi video hôm nay thì em chỉ xin phép lên 7 mã thôi. Khi các bác anh chị ưng mẫu nào thì chốt luôn cho em, hoặc chưa ưng cứ kết bạn qua Zalo với em sẽ chụp về nhiều mẫu thêm về tại kho nhà em nhá. Nhiều mẫu, nhiều giá tiền. Nói chung là các anh chị có nhu cầu mua tầm giá bao nhiêu nó phù hợp với tài chính nhà mình thì cứ trực tiếp kết bạn qua Zalo với em. Cần thiết em sẽ chụp thêm mẫu, tư vấn thêm về nhiều mẫu, nhiều giá tiền nhá, để cho các anh chị có sự lựa chọn. Một video thì em lên không thể hết được, lên nhiều thì rất là dài video, các bác các anh chị không theo dõi kịp nhá.
Rồi em vẫn xin được kết thúc video tại đây ạ. Rất cảm ơn các bác các anh chị đã theo dõi hết video của em nhé. Trước khi rời khỏi kênh, em xin lỗi, trước khi rời khỏi kênh, anh chị nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng ủng hộ cho em một nốt đăng ký kênh. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em vẫn xin chào và hẹn gặp lại những buổi video tiếp theo ạ.